3 ngày sau là ngày 28 tháng 4 1955, Bình Xuyên A khai chiến pháo kích vào Dinh Độc Lập cùng một lúc Bảo Đại gửi điện tín. B triệu ông Diệm và tướng Tị qua Pháp để tường trình về tình hình trong nước. Và C bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ, tư lệnh Ngự Lâm quân Đà Lạt, làm tổng tư lệnh quân đội quốc gia Việt Nam, thay thế tướng Nguyễn Văn Hình, được toàn quyền sử dụng mọi phương tiện cần thiết để giải quyết cuộc tranh chấp giữa Thủ tướng Diệm và các giáo phái. Lưu ý, ba sự kiện A, B, C ghi trên hoàn toàn ăn khớp với nhau, cùng ăn khớp với vận động thành công của tướng Collins ở Washington, Diệm must go. Đặc biệt lưu ý đến chi tiết này, thay thế tướng Hình, tức là hoàn toàn phủ nhận quyền hành của Thủ tướng, coi chuyện Thủ tướng Ngô Đình Diệm bổ nhiệm tướng Tị như NEPA. Như thế chẳng hóa ra là cất chức Thủ tướng rồi còn gì? Chuyện triệu Thủ tướng qua Pháp không với ai khác mà là với tướng Tị, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm Tổng Tham mưu Quân đội Quốc gia Việt Nam, đúng là một tiểu xảo chính trị bất xứng. Được lệnh của Quốc trưởng Bảo Đại, Thủ tướng Diệm đã khôn ngoan tìm được một lực lượng vô song để đương đầu với quốc trưởng, không còn là quốc trưởng của một nước, của quốc dân nữa mà là đại diện cho một tập đoàn thực dân rất hùng hậu. Lực lượng vô song nói ở đây là quốc dân. Một điều cần nói ở đây là khi Thủ tướng đi tìm một lực lượng vô song đó, không phải là không có cố vấn của Cần Lao nhân vị cách mạng đảng. Lúc đó là ai? Là Ngô Đình Nhu, là Trần Quốc Bửu, Trần Trung Dung, Trần Chánh Thành, có cả bác sĩ Bùi Kiện Tín và ai ai nữa. Cả nhóm tinh thần, trong đó có bác sĩ Huỳnh Kim Hữu, biết rằng tất cả những nhân vật này không một ai gia nhập Cần Lao, nhưng đều chấp nhận chủ trương của ông Ngô Đình Nhu và do ông Nhu chi phối theo đường hướng Cần Lao của ông. Vì đó mà Thủ tướng Ngô Đình Diệm cấp tốc triệu tập các chánh đảng và nhân sĩ quốc gia ngày hôm sau là ngày 29 tháng 4 1955 để xin ý kiến nên tuân lệnh quốc trưởng Bảo Đại triệu qua Pháp hay không. Như thế tức là muốn đặt hội nghị trước một sự chọn lựa dứt khoát, Bảo Đại hay là Ngô Đình Diệm. Ở đây tôi muốn nói đến tính cách đại diện bao quát của hội nghị. Chưa bao giờ miền Nam có một hội nghị gồm đại diện của những 18 đoàn thể, nếu không nói là chính đảng, và có những 34 nhân sĩ tên tuổi. Số 3 trong ngoặc, 18 chánh đảng là Mặt trận Quốc gia Kháng chiến Việt Nam, Việt Nam Phục Quốc hội, Thanh niên Quốc dân xã Việt Nam, Việt Nam Dân chủ xã hội, Phong trào tranh thủ độc lập Việt Nam, Phụ nữ Quốc dân xã Việt Nam, Việt Nam Cần Lao nhân vị cách mạng đảng, Tịnh độ Phật giáo Đồ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam, Phong trào Dân chúng Liên hiệp Việt Nam, Phong trào Cách mạng Quốc gia, Tập đoàn Công dân, Nhóm tinh thần, Xã hội Công giáo, Thanh niên Dân chủ Việt Nam, Cựu chiến sĩ Kháng chiến Việt Nam, Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam, Hội tương trợ Đồng bào Nghệ Tĩnh, Bình. Rất tiếc là không còn đâu có danh sách 29 nhân sĩ. Trong số những nhân sĩ này, tôi quen thân với bác sĩ Huỳnh Kim Hữu và ông Huỳnh Minh Y, là bố vợ của anh Huỳnh Sanh Thông và anh Dư Phước Long, và 53 nhân sĩ nữa, toàn là người Nam Kỳ. Như thế có thể khẳng định tính cách đại diện bao quát của dân miền Nam, dù biết rằng có những đảng chính trị chỉ có vài ba chục đảng viên và không có một cây súng trong tay để đánh Pháp và chống Cộng sản Việt Minh. Tuy nhiên, cũng được cả 5-7 đoàn thể chính trị có thực lực, nghĩa là có cả ngàn nếu không nói là mấy chục ngàn đảng viên và có 5-7 ngàn cây súng. Đó là Việt Nam Dân xã Đảng Hòa Hảo do Bí thư Nguyễn Bảo Toàn, tức là Nguyễn Giác Ngộ đại diện. Việt Nam Phục Quốc Hội Cao Đài do Đại tá Hồ Hán Sơn, tức là Nguyễn Thành Phương đại diện, và Mặt trận Quốc gia Kháng chiến Việt Nam do Nhị Lang, tức là Trình Minh Thế đại diện, và Tịnh độ cư sĩ do Đoàn Trung Còn đại diện. Đặc biệt là có những đoàn thể thanh niên, phụ nữ và trí thức, nói được là gần toàn dân miền Nam có đại diện chính thức đến phó hội. Cũng có vài gương mặt Bắc Kỳ di cư, nhưng thiết nghĩ không có đại diện cho di cư Bắc Kỳ, vì khi đó Bắc Kỳ di cư chưa định cư. Ngày 29 tháng 4 1955, đúng 10 giờ,
Hội nghị gồm đúng 52 đại diện cho 18 đảng phái và 34 nhân sĩ khai mạc tại phòng khánh tiết Dinh Độc Lập. Thủ tướng Ngô Đình Diệm từ trên lầu đi xuống và có mấy lời cảm ơn và nêu lý do mời đến hội để rồi xin rút lui để tất cả hội viên tự do thảo luận. Nói xong vài câu, Thủ tướng Ngô Đình Diệm bỏ lên lầu, không muốn ở lại, e có thể gây ảnh hưởng thế này hay thế nọ. Hội nghị bắt đầu làm việc ngay là bầu chủ tọa đoàn, ông Nguyễn Bảo Toàn, bí thư dân xã đảng Hòa Hảo, thư ký ông Phạm Việt Tuyền, nhà báo, và họ đã nghiêm chỉnh làm việc. Sáng ngày hôm đó còn có 3 trái pháo kích Bình Xuyên bắn vào Dinh Độc Lập, có một trái nổ ngay đúng lúc hội nghị bắt đầu làm việc. Nhưng đang khi các hội viên yên lặng chăm chú đọc chương trình nghị sự, thì ông Nhị Lang đứng lên tuyên bố: "Thưa quý vị, tôi được chỉ thị đoàn thể chúng tôi là Mặt trận Quốc gia Kháng chiến Việt Nam đến đây gặp quý vị, không phải để nói chuyện về việc Thủ tướng Ngô Đình Diệm có bổn phận hay không bổn phận thi hành lệnh của Bảo Đại, mà là trái lại, tôi xin thẳng thắn đặt vấn đề là đã đến lúc chúng ta cần trút bỏ quyền hành của ông quốc trưởng vô dụng kia đi. Là vì ông ta đang làm một việc trái với nguyên tắc lãnh đạo quốc gia. Thử hỏi, thành phố Sài Gòn đang có biến, dân chúng đang xôn xao lo sợ. Tại sao ông Bảo Đại lại chọn ngay lúc này để bắt buộc thủ tướng phải bỏ nước sang bên Pháp xa xôi kia để tham khảo ý kiến? Tham khảo cái gì? Phải chăng đây là mưu kế để nhắm lật đổ chính phủ này? Vậy tôi xin tuyên bố dứt khoát, nếu quý vị bằng lòng thảo luận việc trút phế Bảo Đại ngay bây giờ, thì tôi ở lại. Bằng không, tôi xin phép ra khỏi phòng hội này ngay." Lúc bấy giờ cả cử tọa sừng sốt hay bàng hoàng trước đề nghị quá táo bạo của Nhị Lang. Cũng vừa lúc Đại tá Hồ Hán Sơn đại diện tướng Cao Đài, Nguyễn Thành Phương đứng lên và tuyên bố tiếp: "Nhân dân Việt Nam Phục Quốc Hội, chúng tôi đồng ý với Mặt trận Quốc gia Kháng chiến, yêu cầu quý vị đừng bận tâm tới lệnh triệu thỉnh vô lý của Bảo Đại nữa, mà hãy đồng tâm làm một cuộc cách mạng chấm dứt ngay vai trò của ông quốc trưởng Bảo Đại kia đi cho xong. Nếu ý kiến này không được hưởng ứng, tôi cũng xin rút lui ngay tức khắc." Đến đây thì toàn thể cử tọa không còn rụt rè nữa, nhất là khi chủ tọa đoàn Nguyễn Bảo Toàn cũng đứng lên tuyên bố hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của hai ông Nhị Lang và Hồ Hán Sơn. Nên đều hoan hô lên, trăm người như một, có người còn la lên đả đảo Bảo Đại và có người cởi giày ném vào mặt bức hình Bảo Đại treo cao giữa phòng. Ông Vũ Văn Mẫu, một giáo sư Bắc Kỳ, với một nhân sĩ nữa chạy lại, công kênh Nhị Lang lên vai và bảo đứng lên gỡ bức ảnh đi. Ông Nhị Lang cực khổ lắm mới hạ được bức ảnh đồ sộ của quốc trưởng và ném xuống đất. Sau 10 phút sôi nổi ồn ào, hội nghị ngồi lại để bầu ra một ủy ban cách mạng quốc gia, gồm 3 nhân vật đầu não là Nguyễn Bảo Toàn chủ tịch, Hồ Hán Sơn phó chủ tịch, Nhị Lang làm tổng thư ký. Với sự đóng góp của nhiều cố vấn, một giờ sau ủy ban đã thảo xong một bản kiến nghị. Và sau khi nghe Chủ tịch Nguyễn Bảo Toàn đọc 2 lần, tất cả hội viên là 52 người đều chấp nhận và ký tên. Xong rồi thì các hội viên yêu cầu Chủ tịch đi lên lầu, mời Thủ tướng Ngô Đình Diệm xuống để nghe kết quả của nghị hội. Thủ tướng Ngô Đình Diệm xuống lầu, tất cả mọi người đều đứng lên, ông đứng trước cử tọa, mặt sầm xuống, vẻ buồn buồn hơn là lo âu. Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường. Chủ tịch ủy ban vừa cảm động vừa quả quyết đọc lớn cho mọi người đều nghe: "Thay mặt cho toàn thể hội nghị, tôi xin trình Thủ tướng kết quả của hội nghị là bản kiến nghị gồm 3 điểm này. Kiến nghị thứ nhất, trút phế quốc trưởng Bảo Đại. Thứ hai, giải tán chánh phủ Ngô Đình Diệm. Thứ ba,
ủy nhiệm chí sĩ Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ mới để trừng trị bọn phiến loạn Bình Xuyên, thu hồi chủ quyền quốc gia, yêu cầu triệt thoái quân đội viễn chinh Pháp và tổ chức bầu cử quốc dân đại hội, làm ngày 29 tháng 4 1955. Đại diện 18 chính đảng và đoàn thể cùng 34 nhân sĩ ký tên. Vừa nghe chất phế quốc trưởng Bảo Đại, mọi người đều thấy mặt thủ tướng đỏ lên, rồi dần dần biến sắc. Ông hoàn toàn bị cú sốc. Nghe xong thấy ông lặng người, tay nhận lấy bản kiến nghị và cố gắng lấy lại bình tĩnh, hết sức chậm rãi, trả lời gần như từng chữ một. Xin quý ngài cho tôi được có thì giờ suy nghĩ kỹ về vấn đề trọng đại này. Xin cảm ơn quý ngài. Sau đó các hội viên lần lượt êm lặng đến bắt tay từ giã thủ tướng. Thấy vẻ mặt ông âu lo rõ ràng, lúc đó là 5 giờ chiều, hội nghị đã kết thúc và giải tán. Đến đây thì cuộc cách mạng kể như là xong và thủ tướng Diệm bị đặt trước một sự đã rồi. Vốn thủ tướng Ngô Đình Diệm chỉ muốn dẫn vào nhà một con tuấn mã để nhờ giúp qua suối, không dè nhìn lại là một con bạch hổ. Ông không cưỡi thì nó sẽ thịt ông, nhưng nếu ông dám leo lên lưng nó, thì chỉ một cái nhảy vọt nó đưa ông lên tới đỉnh núi cao vời vợi. Thật ra, khi đến giai đoạn này, thủ tướng Ngô Đình Diệm vẫn còn nghĩ đến một chế độ quân chủ lập hiến, chưa nghĩ đến một chế độ cộng hòa, cái đó là chắc. Thành ra khi biết chuyện truất phế là sự đã rồi, ông không tái mặt làm sao được. Chiều tối lại, lúc 8 giờ, Đài Phát thanh Sài Gòn đưa tin cho toàn quốc và thế giới biết ở miền Nam Việt Nam đã xảy ra cuộc cách mạng truất phế quốc trưởng Bảo Đại. Cùng một lúc, Ủy ban Cách mạng Quốc gia kêu mời các nhân sĩ và đồng bào ngày hôm sau đến hội tại Tòa Đô Chánh Sài Gòn để nghe Ủy ban thuyết trình về biến cố lịch sử vừa xảy ra. Và ngày hôm sau, từ sớm các giới nhân sĩ, các đại diện, các chánh đảng, thanh niên, sinh viên, phụ nữ, báo chí phấn khởi tụ tập đầy nghẹt phòng khánh tiết Tòa Đô Chánh Sài Gòn. Ông Nguyễn Bảo Toàn, Hồ Hán Sơn và Nhị Lang thuyết trình về cuộc cách mạng truất phế Bảo Đại ngày hôm trước. Tất cả cử tọa đều nhiệt liệt hoan hô, triệt để ủng hộ. Và thêm một màn hạ bệ Bảo Đại một lần nữa. Có người bắc thang leo lên gỡ bức ảnh to tướng hình quốc trưởng Bảo Đại treo trước cửa tòa nhà và ném xuống đất. Rồi có những thanh niên nhảy lên dậm đạp cho nát bét. Tôi đã chứng kiến màn hạ bệ do anh bạn Đỗ Trọng Chu điều khiển. Đang khi đó, ba tướng Nguyễn Giác Ngộ, Hòa Hảo, Nguyễn Thành Phương, Cao Đài và Trịnh Minh Thế, Mặt trận Quốc gia Kháng chiến, được Ủy ban Cách mạng giới thiệu, đứng ra trình diện để công chúng hoan hô như là những anh hùng đã tạo ra thời thế. Và chúng tôi đã nghĩ vậy, vì sau lưng của Ủy ban Cách mạng đã có ba tướng này cho ý kiến. Nếu không nói là cho chỉ thị, nên ba ông đại diện Nguyễn Bảo Toàn, Hồ Hán Sơn và Nhị Lang đã hành động, đã lên tiếng hết sức đồng nhịp với nhau và nhờ vậy mà lôi kéo tất cả hội nghị một cách dễ dàng, nhất là khi các thành phần hội nghị đã sẵn có tiềm thức phản hoàng rồi. Số 5 trong ngoặc vốn cái ý phúc phản hoàng này có trong Nam từ thời vua Tự Đức, tức là gần cuối thế kỷ 19 khi vua Tự Đức nhượng cho thực dân Pháp ba tỉnh miền Đông rồi ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ lục tỉnh một cách dễ dàng quá. Rồi đến khi phong trào kháng Pháp trong Nam như của Thủ Khoa Huân, của Trương Công Định, của Thiện Hộ Dương, của Cố Quản, Trần Văn Thành lại bị triều đình nhà Nguyễn bỏ rơi gần như hoàn toàn. Để rồi qua đầu thế kỷ 20, phong trào Tây học như các nhà cách mạng Đệ Tứ, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Nguyễn, Tạ Thu Thâu, Hồ Hữu Tường và nhất là Phan Chu Trinh đã gieo rắc trong Nam, nhất là trong giới trí thức ý thức phản hoàng hay cộng hòa. Ngoài ra, chế độ thuộc địa Pháp là chế độ thuộc địa có văn hóa cộng hòa hơn là quân chủ, cho dù nó phát xuất từ thời Napoleon Đệ Tam. Đến đây thì cuộc cách mạng đã được chính thức hóa bằng một văn kiện có rất nhiều chữ ký rất nặng giá vì đại diện cho nhiều đoàn thể chính trị hay quần chúng và công khai hóa bằng đài phát thanh
bằng sự xác nhận trước công chúng của thủ đô Sài Gòn Chợ Lớn. Như thế, phải nhìn nhận là cuộc cách mạng này đã thành tựu một cách tuyệt đối rồi. Và theo tôi, cuộc cách mạng này là biến cố lịch sử quan trọng nhất từ ngày Việt Minh cướp chánh quyền trên tay chính phủ Bảo Đại Trần Trọng Kim tại Sài Gòn ngày 23 tháng 8 1945, ở Hà Nội là ngày 19 tháng 8 1945, 10 năm trước, vì nó có tính cách quyết định, dù chỉ là đập đổ, san bằng. Nhưng muốn xây dựng cái gì thì phải đập đổ và san bằng trước cái đã, đó là một lẽ tất nhiên, còn chuyện xây dựng là chuyện của hồi sau. Cuộc cách mạng chốt phế quốc trưởng Bảo Đại này là tác động của dân miền Nam nói chung, trong đó quần chúng Nam Kỳ lục tỉnh qua các đại diện của họ đã đóng một vai trò chủ động, không ai có thể chối cãi điều đó. Dù là tiêu cực hay là đập đổ và san bằng, nhưng tích cực là nó đã dọn đường cho sự hình thành ra đệ nhất Cộng Hòa. Vì ngay lúc đó, chính Thủ tướng Ngô Đình Diệm còn nghĩ tới chế độ quân chủ lập hiến, nhưng tai hại vô cùng. Chỉ 5 năm sau, cũng chính quần chúng Nam Kỳ lục tỉnh, không cua đũa cả nắm, qua mặt trận giải phóng miền Nam đã đóng một vai trò quá ư quan trọng, dù không phải là chủ động, đã khởi sự tàn phá, không phải chỉ đệ nhất Cộng Hòa mà cả đệ nhị Cộng Hòa nữa. Sau 15 năm dọn đường, đúng hơn là làm cỗ sẵn cho Cộng sản miền Bắc thôn tính hoàn toàn, đúng hơn là thuộc địa hóa miền Nam cho đến bao giờ. Chốt phế quốc trưởng Bảo Đại này tác động cách mạng sáng suốt, hợp tình hợp lý bao nhiêu thì tác động gọi là mặt trận giải phóng miền Nam là một cái sai lầm ghê gớm, nếu không nói là ngu xuẩn tày đình bấy nhiêu. Như lịch sử 34 năm qua đã chứng minh quá hùng hồn, vì hệ lụy tai hại vô cùng cho quyền lợi, cho cả quyền làm người của dân miền Nam nói chung và dân Nam Kỳ lục tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, tôi còn hy vọng, dù mong manh đi nữa, sẽ có ngày quần chúng miền Nam nói chung và Nam Kỳ lục tỉnh nói riêng sẽ đứng lên làm một cuộc cách mạng nữa. Và lần này là một cuộc cách mạng vô cùng thiết yếu cho sự sống còn của cả một dân tộc Việt Nam. Không riêng gì cho miền Nam hay Nam Kỳ lục tỉnh, đó là sứ mạng của lịch sử giao phó cho dân miền Nam. Không riêng gì người trong nước hay ở hải ngoại. Mở ngoặc, ở đây cũng nên nhắc lại những biến cố rất quan trọng sau đây. Nhưng tôi kể là bên lề vì nó không có tính cách quyết định. Nó như là mấy màn của một tấn bi hài kịch lịch sử mà các diễn viên, từ những tên lưu manh hạng nặng, những nhà ngoại giao ngu ngơ, cho đến những chính trị gia lỗi lạc phi thường, những anh hùng rất thông minh và can trường mà vai nào cũng đặc sắc cả. Đặc sắc ở đây không có nghĩa là vai trò nào cũng tốt đẹp, đáng vỗ tay. Đầu tiên là chuyện của một ông tướng Nguyễn Văn Vĩ, Tư lệnh Ngự Lâm Quân Đà Lạt, được quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm ngày 28 tháng 4, cùng một lúc triệu Thủ tướng Diệm và Tổng tham mưu Lê Văn Tỷ qua Pháp, làm Tổng tham mưu Quân đội Quốc gia Việt Nam thay thế tướng Hinh được toàn quyền hành động. Được bổ nhiệm xong, tướng Vĩ vội cáo Ngự Lâm Quân về ngay Tổng tham mưu, bắt tướng Tỷ kéo vào Dinh Gia Long toan lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm. Lúc đó là 6 giờ chiều. Xin cầm thế ban phước lành cho.
gió. Người cương quyết trong công bài phòng kiến bóc lột diệt thực dân đang ra theo tàn phơ. Bao công lao hồn sông núi đi một đời, gương hy sinh ngàn muôn kiếp không hề phai. Toàn dân quyết kết toàn cùng chung sức với người để đồng tâm xây đắp cho ngày mai. Toàn dân Việt Nam.